Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Nam Anh kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Thưa quý khán thính giả, trong chương trình tuần qua, chúng ta đã nghe qua câu chuyện về cuộc đời của ông Nguyễn Đại Nam. Từ nhỏ cho đến ngày anh gặp Chúa trở lại, hôm nay chúng tôi có mời ông trở lại để kể tiếp những biến cố xảy ra sau khi anh đã tắt thở trong 16 phút. Tuy nhiên, trước khi mời anh bắt đầu, tôi xin phép nói thêm một điều mà trong lần phát hình trước anh không kể hoặc không nhấn mạnh. Nhưng đối với tôi, đó là một chi tiết rất quan trọng và rất đặc biệt. Chi tiết này anh đã kể cho tôi nghe sau lần phát hình tuần qua. Đó là trước khi tắt thở trong 16 phút, cả cuộc đời anh chưa bao giờ nghe hay biết đến mấy chữ như Chúa Giêsu. Trong đời sống của anh bên cạnh những đứa bạn bụi đời, trong những group home, anh chỉ biết những dạy dỗ làm sao để sống còn, để có thức ăn, có tiền để sinh tồn. Anh không hề nghe, biết hay nghĩ đến mấy chữ danh từ tội lỗi, ăn năn, Chúa hay tên lạ hót như Giêsu, Kinh Thánh. Vậy mà trong 16 phút đó, anh nghe tiếng nói với những danh từ thật quá mới lạ đó. Anh nghe tiếng nói của ai đó nhắc đến hãy tin Chúa Giêsu thì được cứu, hoặc hãy ăn năn, hoặc hãy cầu xin Chúa để được cứu, là những điều mà cả cuộc đời anh chưa lực từng nghe đến. Đặc biệt nhất là anh nhắc lại nguyên văn toàn câu Kinh Thánh Roma đoạn 10 câu 9 là: vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Làm sao anh biết câu Kinh Thánh này khi mà cả đời anh chưa từng biết đến quyển Kinh Thánh là gì? Điều thứ hai mà tôi ngạc nhiên khi nghe làm chứng của anh là lúc anh tắt thở, anh thấy trước mắt anh một cảnh hoàn toàn đen và nghe tiếng kêu la rên rỉ, nai nỉ, cầu cứu. Đó là cảnh của hỏa ngục mà Kinh Thánh mô tả. Sau đó anh thấy cảnh sáng ngời và nghe tiếng mời gọi anh ăn năn tội lỗi của mình thì sẽ được cứu. Chúa Giêsu tha thứ và cứu anh. Đó là cảnh từ thiên đàng với tiếng gọi của những người chứng đạo tin lành. Thưa quý khán thính giả, giờ đây tôi kính mời quý vị nghe tiếp lời làm chứng của anh Nguyễn Đại Nam. Kính mời anh. Kính chào cô Trúc Linh, kính chào quý khán thính giả. Sau khi trải qua kinh nghiệm cảnh chết đi sống lại, chứng kiến tận mắt sự hãi hùng kêu khóc của những người sống trong hỏa ngục và tiếng gọi đầy tình yêu thương về sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, cuộc đời của tôi bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Tuy nhiên cũng có nhiều trở ngại trong từng bước, nhưng tôi tin rằng tôi làm được mọi sự nhờ Chúa ban năng lực cho tôi. Đi đến đâu, gặp bất cứ người nào, tôi cũng kể lại chuyện tôi gặp được gì khi tôi chứng kiến kinh nghiệm cận tử, và tôi không quên nói là Chúa có thật, và luôn kèm theo câu Roma chương 10 câu 9. Rất nhiều người tôi quen biết mà tôi xem như là những người bạn thân, họ đều nghĩ tôi bị điên khùng vì tôi cứ nói về Chúa, và họ cho những gì tôi nói là hoang đường, và từ từ họ lánh mặt xa tôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ ngừng nói. Tôi biết rằng con người hoạch định đường lối, nhưng tôi tin rằng Chúa luôn chỉ dẫn các bước đi trong đời tôi. Tôi bắt đầu gặp những người nâng đỡ tôi, và Chúa đã hướng dẫn tôi đến New Horizon Fellowship trong nhà thờ kiến Crystal Cathedral. Và từ đó, mục sư James Richards tặng cho tôi quyển Kinh Thánh đầu tiên. Tôi bắt đầu đến đó hàng tuần để học Kinh Thánh. Ngoài thời gian đi fellowship và học Kinh Thánh, tôi xin làm việc trong nhà hàng và các quán phở. Tôi làm bồi bàn, rửa chén và những công việc vặt trong bếp để có lợi tức, trả tiền xe phòng và được cấp thức ngon từ trong tiệm ăn. Vì không có giấy tờ nên tôi không có phương tiện xe cộ. Nhờ ơn Chúa nên tôi thường có những người giúp
đưa tôi đi đây đó và cũng có khi tôi đi bộ hoặc đi xe bus đi làm. Ngoài ngày Chủ nhật, ngày Fellowship thì có những anh em trong hội thánh đưa đón tôi. Quyền năng và tình yêu của Chúa đã giúp tôi tránh xa những thứ xấu trong cuộc đời của tôi. Và tôi nhận thức rằng con người trước của tôi đã chết rồi. Và bây giờ không phải tôi sống mà là chính Chúa Thánh Linh sống trong tôi, thay đổi tôi trở thành con người chiến thắng mà Chúa đã từ lâu hoạch định dành cho cuộc đời tôi. Chúa đã thiết lập các mùa trong cuộc sống của tôi. Tôi hiểu rằng thật dễ dàng để cho tôi cảm thấy thất vọng khi những ước mơ của tôi không đến và vượt qua theo thời gian của tôi. Nhưng Thánh Linh cũng cho tôi hiểu rằng không phải mùa nào cũng là mùa thu hoạch. Có những mùa cày xới, có mùa trồng, có mùa tưới nước, và nếu như không có những mùa khác như vậy thì chắc rằng tôi sẽ không học được cách chuẩn bị. Tôi tin rằng Chúa đang chuẩn bị cho tôi để làm việc cho Chúa. Cảm tạ Chúa khi Chúa ban cho tôi quen Linh, bây giờ là vợ tôi. Chúa ban cho chúng tôi có hai đứa con khôn ngoan khỏe mạnh. Con gái tôi năm nay 5 tuổi và con trai tôi năm nay 7 tuổi. Vì tôi làm việc lâu năm cho công ty chuyên bán furniture và ghế massage, nên vào năm 2014 tôi được chọn làm quản lý chi nhánh mới ở tiểu bang Virginia. Vì lý do công ty thua lỗ nên tôi bị lay off vào đầu năm 2019. Nhưng nhờ ơn Chúa, tôi và vợ con tôi đã ổn định ở Virginia. Tôi lúc nào cũng mơ ước sao cho tôi có thời giờ để làm việc mà Chúa giao cho tôi khi tôi đã tắt thở. Đó là con nhớ khi có cơ hội làm chứng, con sẽ nói rằng Chúa Giêsu có thật. Và con nhớ nói rằng nếu miệng họ xưng Chúa Giêsu là Chúa và lòng họ tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì họ sẽ được cứu. Và những linh hồn nói theo sau, cho dù con nói trăm ngàn lần họ sẽ không tin con, nhưng con đừng bao giờ ngừng nói. Và bây giờ tôi bị lay off nên có thời gian để làm việc cho Chúa. Và một ngày trong mùa Noel 2018, trong giờ làm việc tôi đi ăn trưa, tình cờ tôi đi ngang một đoàn y ca đang hát thánh ca trong khu Eden. Có một chị trong ca đoàn, sau này tôi được biết chị tên là Minh Trước. Chị tặng cho tôi tờ giấy flyer nhỏ có tựa đề Bình An và Phước Hạnh. Và tôi còn nhớ rất rõ bài ngắn ở trong trang trong từ Người Bị Bỏ Lại Đằng Sau, do mục sư Trần Nhật Thăng viết. Bài viết về ngày Chúa Giêsu Giáng sinh và nhà tiên tri Esai có nhắc nhở hình dung 700 năm trước đó. Mục sư Thăng nhắc nhở là đừng vấp phải lỗi lầm như ông chủ quán trọ từ chối không tiếp nhận Chúa năm xưa. Lúc đó vì tôi làm việc 7 ngày tuần nên không thời giờ, nhưng tôi không vứt bỏ, tôi giữ lại trong túi áo. Như Thánh Linh nhắc nhở tôi nên giữ lại. Khoảng 1 tháng sau, công ty rơi vào tình trạng thua lỗ nên tôi đã được cho nghỉ việc. Đang ngồi trong xe uống ly cà phê to go, tình cờ tôi sờ vào túi áo. Trong túi áo, tờ flyer truyền đạo mà tôi còn giữ. Phía trang sau có số phone mục sư Trần Nhật Thăng và tôi gọi mục sư. Mục sư mời tôi đến nhà. Vợ mục sư mời tôi ly trà nóng và lắng nghe tôi kể lời chứng và chuyện đời của tôi. Chúa sắp đặt cho tôi gặp mục sư và anh em trung tâm truyền giáo để tôi góp phần làm việc cho Chúa và để được hướng dẫn trở thành người truyền giáo tin lành. Đó là mơ ước của tôi. Tôi mong được đóng góp để giúp những người lầm đường như tôi lúc xưa được tìm về bên Chúa. Cảm ơn quý vị đã nghe câu chuyện của tôi và điều mong ước của tôi. Xin quý vị, nếu là cơ đốc nhân, cầu nguyện Chúa giúp tôi để tôi trở thành một con dân tốt của Ngài và một ngày nào đó trở thành một tôi tớ trung thành của Chúa Giêsu, đấng cứu thế của đời tôi. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hành có hạn, chúng tôi xin tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị qua chương trình phát hình tuần sau. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần thật bình an, phước hạnh trong Chúa. Kính chào quý vị. Đời người rồi quá mau, thân con ta từng ngày. Lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến.
thưa quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Nam Anh kính mời quý vị đón xem VATV Chủ nhật 27 tháng 4 2019 vào lúc 11 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com. Nam Anh kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.